Xin chào các anh em, như vậy là còn ít phút nữa thì cái buổi livestream Trung Quốc nó sẽ bắt đầu. Còn livestream bằng tiếng Anh thì nó sẽ chậm hơn một tí vào lúc 11 giờ đêm nay. Thực sự thì hôm nay mình có những cái nội dung hấp dẫn mình muốn gửi tới các anh em nhưng mà quá là háo hức và mong chờ cái buổi livestream này đến mức là mình không đủ tâm trí để tiếp tục làm những cái video đó. Vì vậy bây giờ mình xin gửi tới các anh em những cái thông tin cũng như những cái sự kiện đang chuẩn bị diễn ra. Đầu tiên thì chúng ta có hai cái thông tin mới chính thức được xác nhận. Thứ nhất chính là sau với Hu Tao là hai hero năm sao sẽ chính thức ra mắt ở trong phiên bản cập nhật Park 1.3. Và thứ hai chính là những cái kế hoạch điều chỉnh John Lee trước đây vào ngày 19 tháng 12 và ngày 29 tháng 12 sẽ được thực hiện đầy đủ trong phiên bản cập nhật 1.3. Như vậy là nhìn chung cả hai cái thông báo điều chỉnh trước đây đều sẽ được áp dụng cho John Lee. Mình sẽ cập nhật chi tiết và phân tích kỹ hơn về cái vấn đề này trong những cái video sau. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi qua xem hai cái sự kiện đó chính là công viên Slam và cửa hàng đồ Hiếm. Sự kiện công viên Slam này nó sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Là một cái sự kiện out game ở trên website nên là để tham gia các anh em cần phải có link hoặc là nhấn vào link tham gia sự kiện. Nó đang được chia sẻ ở trên trang chủ hoặc là trên fanpage chính thức của Mihoyo. Và mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả cũng như là phần bình luận để các anh em có thể trực tiếp nhấn vào link đó và tham gia được cái sự kiện này. Ok thì sau khi mà nhấn vào trong link thì nó sẽ đưa chúng ta tới một cái liên kết và bằng tiếng Việt luôn các anh em rất là thoải mái không phải bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Việt luôn và sau khi mà các anh em đăng nhập đăng nhập tài khoản của mình và chọn cái nhân vật của mình các anh em nhìn coi là cái tên nhân vật nó đúng với là cái tên nhân vật in game của mình hay không rồi chúng ta sẽ chọn vào nút vào công viên ban đầu thì nó sẽ có rất nhiều những cái hướng dẫn chúng ta tuy nhiên là mình sẽ tóm tắt lại cho các anh em đó là thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai loại tiền tệ đó là đồng vàng Slam và vé vào công viên. Thì đồng vàng Slam này chúng ta chỉ có thể kiếm được bằng cách tham gia nhiệm vụ mà thôi. Thì mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta 3 nhiệm vụ và nhận được 600 đồng vàng Slam. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào trong shop trang trí và mua những cái vật phẩm trang trí. Những cái vật này nó sẽ bán theo ngày và chắc chắn nếu như mà các anh em tham gia đầy đủ sự kiện thì các anh em sẽ thừa điểm để mua được tất cả các đồ trang trí ở trong cái shop này. Và sau khi mà mua hết được những cái đồ trang trí này thì chúng ta còn có thể mua được vé vui chơi nữa khi mà điểm chúng ta dư. Cứ mỗi cái đồ trang trí thì nó sẽ cộng cho chúng ta những cái vé vui chơi theo ngày. Và khi mà chúng ta có đầy đủ vé vui chơi thì chúng ta có thể vào đây shop phần thưởng để chúng ta đổi những cái phần thưởng. Những cái phần thưởng in game và nó sẽ trực tiếp gửi vào mail của chúng ta. Thì cái phần thưởng giá trị đầu tiên đó chính là nguyên thạch. Chúng ta sẽ tiêu tốn 2.000 vé vui chơi để chúng ta đổi được 30 nguyên thạch. Cho phép chúng ta đổi 4 lần các anh em không cần quá lo lắng đâu, chắc chắn là khi chúng ta tham gia đầy đủ sự kiện thì chúng ta sẽ gom được hết tất cả các phần thưởng ở trong cái shop phần thưởng này. Tương đối thì cái sự kiện này khá là thú vị, nó cũng giống như cái sự kiện làm công ở cảng Liyue cùng với lại John Lee và Xiao đó. Thì khi mà các anh em tham gia game thì các anh em bớt chút thời gian để chúng ta vào đây, chúng ta chơi tham gia cái sự kiện này thì chúng ta sẽ nhận được thêm những cái phần thưởng. Tiếp theo thì cái sự kiện cửa hàng đồ hiếm mở hộp hàng hiếm nhận nguyên thạch của Lai Bình. Thì cái sự kiện này ngày xưa nó đã có rồi Bây giờ nó quay trở lại Tuy nhiên là cái luật của nó thay đổi đi Chứ không còn giống ngày xưa nữa Bắt đầu sự kiện vào 10 giờ sáng ngày mai 23 tháng 1 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 Thì trong thời gian xảy ra sự kiện Thì chúng ta sẽ tới Lai Bình ở Thành Man Và giao các nguyên liệu mà anh ta yêu cầu Để mở hộp hàng hiếm, nhận nguyên thạch và các phần thưởng khác Nhưng mà có cái này là thú vị nè các anh em Là tổng số lần chúng ta giao nguyên liệu cho Lai Bình là 5 lần nhưng mà Lai Bình sẽ ngẫu nhiên đưa cho chúng ta 7 phần thưởng hộp hàng hiếm khác nhau chúng ta có thể xem trước được phần thưởng và tùy thuộc vào tiến độ trò chơi của nhà lữ hành thì các phần thưởng nó có thể là khác nhau. Và nhà lữ hành cũng có thể chọn tham gia tiến độ trò chơi của người khác để đổi lấy phần thưởng hộp hàng hiếm mà mình yêu thích. Ok, cái này có lẽ là chúng ta có thể chọn được cái phần thưởng mà chúng ta cần, nhưng mà nó lại còn tùy thuộc vào cái cấp độ mạo hiểm, hay đây nó gọi là tiến độ trò chơi của mỗi người là khác nhau nữa thì có lẽ là khi mà ra ra chính thức thì chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp test thử chúng ta kiểm tra thì chúng ta mới có thể đưa ra được cái kết quả chính xác. Còn hiện tại bây giờ thì có lẽ là cái tiến độ càng cao thì các phần thưởng nó sẽ càng tốt hơn. Và lưu ý rằng phần thưởng mỗi ngày sẽ được làm mới và cơ hội giao nguyên liệu nếu chưa sử dụng cũng sẽ không được bảo lưu. Ok như vậy là ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra và phân tích xem uh, đâu chính là cái phần thưởng tốt nhất để mà chúng ta chọn. Ok, còn bây giờ thì các kênh lớn của Genshin Impact tại nước ngoài đã đã thuê những cái người phiên dịch và nó đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái buổi livestream tiếng Trung vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay. Ok, mình sẽ đồng hành và cập nhật những cái thông tin cũng như mã quà tặng ở bên phía tab cộng đồng. Và chắc chắn sẽ gửi tới các anh em những cái thông tin đầy đủ cũng như là sớm nhất có thể uh, sau khi mà cái buổi livestream kết thúc. Ok, thực sự rất là háo hức và khi xem những cái buổi livestream của người nước ngoài thì mình mới thấy là cái mức độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của họ. Hy vọng là sau này chúng ta sẽ có những cái lúc được làm việc chuyên nghiệp giống như họ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp những cái thông tin từ cái phiên bản Trung Quốc tới. Còn bây giờ thì có lẽ là chưa phải lúc. Bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở cái video sau cái buổi livestream Trung Quốc kết thúc.